Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái airdrop và đây là một cái airdrop mình nhận là cái đồng token tức là cái NFT hoàn toàn miễn phí nhá. Thì đây là cái sự mà hợp tác giữa là cái ví Zaiwanit và một cái hãng game tên là Gun Pfizer. Thì để chào mừng cái sự hợp tác này có là 3.000 NFT dành là tặng cho là cộng đồng và tiếp theo có thêm những cái phần thưởng như là ticker. và cái airdrop này còn lại là 7 ngày 19 giờ sẽ là kết thúc. Tiếp theo bên dưới là một số cái phần thưởng thì mình sẽ tham gia, mình nhận thì mình sẽ đọc qua về cái nội dung này cho bạn nắm được. Bên trên này là thông báo là nhằm chào mừng cái sự hợp tác giữa là ví Zionit và một cái hãng game tên là Gunfighter thì sẽ có là 3.000 đồng NFT và hàng trăm hàng ngàn những cái ticker sẽ được gửi tới là tất cả người dùng tham gia chương trình. Như vậy phần thưởng đầu tiên sẽ là bao gồm là 2.500 NFT cho là 2.500 người may mắn hoàn thành tất cả những cái bước bên trên. Tức là các bạn phải roi vào cái Uh, link mình sẽ điền form một tí nữa mình sẽ được hướng dẫn tiếp theo bên dưới thì có là 500 NFT này cho là top 10 người giới thiệu nhiều nhất nhá tối thiểu 50 lượt Z này và tiếp theo thì có những cái rất là nhiều những cái tích cơ đấy mình sẽ nhận miễn phí thì uh, cái quan trọng nhất là mình tham gia mình nhận cái phần là miễn phí bên trên là hoàn toàn là random là sẽ có là 2.500 NFT uh, và sẽ là tặng cho là 2.500 người tương đương với mỗi một người sẽ được một cái NFT và cái game này nhìn trông cái đồ họa nó khá là đẹp tiếp theo bên dưới thì nó sẽ có cái nội quy là cái điều khoản và chương trình thì là chương trình diễn ra từ 12h00 ngày 17 tháng 11 năm 2022 và đến 12h00 ngày 26 tháng 11 năm 2022 chỉ những người tham gia hoàn thành tất cả những bước mới được tính là hợp lệ à, tải ví qua wallet nhé thì cái ví dây này mình có rất nhiều những cái video hướng dẫn cho bạn là À, tải ví và tạo ví rồi nếu như bạn nào mà chưa biết uh, tạo ví dây thì uh, mình sẽ để cái link và video hướng dẫn để cho bạn xem và các bạn biết cách tạo cái ví dây vậy đây là một cái chương trình erdos hoàn toàn miễn phí nhé nếu như mình mà tham gia mình trúng cái NFT này nhìn nó khá đẹp mắt nhé đây là một cái cái nền tảng game như kiểu là về cái loại game uh, tức là về cái loại game mà chiến thuật nhá thì uh, để tham gia được các bạn sẽ là bấm vào cái đường link mình để bên dưới phần là mô tả và bên dưới phần là bình luận video và tiếp theo nữa thì bạn bấm vào cái nút là tham gia erdos thì các bạn cần phải dùng cái cái mail hoặc là cái tài khoản của là trên là On Earth bạn đăng nhập đều được mail hoặc là Facebook nhé các bạn sẽ đăng nhập đây hoặc là cái tài khoản Google rồi sau khi mà các bạn dùng cái tài khoản Google bạn đăng nhập xong thì đây là cái giao diện là 1, 2, 3 cái bước thì các bạn cần phải là điền form và hoàn thành thứ nhất thì mình cần phải vào trải nghiệm thế giới cái game là Gunfighter này nhé các bạn bấm vào cái mũi tên đầu tiên đấy mình sẽ là vào cái trang của nó này ở đây yêu cầu mình cần phải là thứ nhất là tạo tài khoản này À, cái bước này mình có thể tạo sau cũng được mình cứ đây là cái mà kết nối ví này thì cái bước này mình có thể làm sau miễn mình click vào xong bây giờ các bạn quay về cái airdrop xem nó tích xanh chưa nhé còn cái mà tạo tài khoản này lúc nào các bạn rảnh thì các bạn sẽ là tạo sau như vậy khi các bạn quay về đấy là nó đã là hoàn thành rồi và cái bước tiếp theo nữa thì các bạn cần phải là rủi tweet và support airdrop này tang ba người bạn nhé với cái hát tang đây các bạn bấm vào đây mà nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang là twitter như vậy đây là cái trang uh, dây này thì uh, các bạn sẽ là uh, kéo bên dưới và đây là cái sự kiện elasot như vậy các bạn sẽ thứ nhất thì mình uh, thảo tim gái nó tăng cái tương tác này thì uh, các bạn nhìn thấy ở đây những cái mà thành viên khác người ta ghi những cái hát uh, hashtag nào thì mình sẽ là uh, copy nhá ví dụ đây sẽ có một cái yêu cầu là cái hát hashtag để mình xem đoạn copy đâu mình sẽ là uh, hướng dẫn các bạn là copy nhá như vậy các bạn tô đen cho mình cái đoạn này nhá ví dụ bây giờ mình sao chép này uh, mình vào cái tin nhắn đấy mình sẽ là uh, sửa đi nhá đó như vậy các bạn là sửa đi này, các bạn à, xóa chỗ đi các bạn lấy từ cái à, tí nữa các bạn là click vào thăng lên là được nhá. Ở đây mình xóa hết những cái đuôi à, đằng trước đi này. Rồi như vậy bây giờ mình sửa luôn thành à, thăng này. Thăng nhá, bên dưới này mình cũng sửa luôn thành thăng nhá. Ở đây các bạn là bôi đen lại bạn sao chép cái này. Đó mình sao chép này, quay lại cái bài viết ấy thì các bạn nhìn thấy chỗ mà nó có cái mũi tên đảo chiều ấy. bạn bấm vào đây các bạn bấm vào dòng mình sẽ là truyết lại nhé thì các bạn là dán cái chỗ mình vừa copy đây và tiếp theo các bạn là a còng nhá a còng mình cần là tăng ba người bạn thì ba người bạn này mình cũng không có đâu mình là lấy đề mô thôi đó các bạn cứ a còng ra nhá rồi sau khi mà đủ ba người bạn thì các bạn là truyết lại nhá bây giờ các bạn quay về cái sự kiện là erosop đã là hoàn thành rồi như vậy cái bước thứ hai mình làm xong rồi đến cái bước thứ ba thì bạn tham gia vào cái cộng đồng của là gan Pfizer các bạn bấm vào đây thì nó ra cái trang là Discord nhá thì các bạn sẽ là cần phải cầm để có một cái tài khoản Discord. Tiếp theo các bạn bấm là chấp nhận lời mời trường hợp mà các bạn đợi lâu quá thì cái lời mời nó sẽ là hết hạn thì các bạn cần phải là làm lại nhá. Hình như ở đây yêu cầu mình cần phải là verify thì phải đấy. Đây là có chữ là verify này. Ở đây các bạn bấm vào cái verify một cái nhá. Rồi như vậy mình bấm cái nó báo đã xong đã xem nhé à, các bạn quay về cái AdWords nhé tiếp theo đến cái bước à, cuối đấy thì các bạn bấm là cái bước thứ bốn bạn bấm vào tham gia cái cộng đồng của dây bạn bấm vào mũi tên ở đây Ở đây là cái nhóm dây ở trên là telegram nhé thì các bạn Follow xong bạn quay về cái sự kiện là các bạn sẽ là điền cái mã ví như vậy ở đây sẽ yêu cầu bạn là lấy cái mã ví dây OneNote nhé thì các bạn sẽ về lấy mã ví dây nhé bây giờ mình sẽ về trên ví dây mình hướng dẫn bạn là copy mã ví À, trước khi mà hướng dẫn bạn lấy cái mã ví dây thì mình hướng dẫn lại cái mà ở đáp đây đấy cái đáp này mà hôm trước mà bạn nào có tham gia cái là uh, mia sở mình tham gia cái pool giải thưởng kia thì các bạn vào cái phần uh, đáp này xong rồi các bạn vào phần uh, farm đây thì các bạn farm được bao nhiêu các bạn có thể là uh, rút nó về nhá chẳng hạn mình đang farm mới cặp là cái cặp của mình đang farm là USDT trên cái đồng mia nhá thì bạn kéo bạn tìm uh, cái cặp này thì có là x 2 5 thôi như vậy bạn nhìn thấy chữ là Harvard đây Tức là mình đang farm được là Cái số nãy mình đang trả đây được là 2.4 này Các bạn bấm vào Harvard này nhá Bấm Harvard thì nó chuyển về ví cho mình Ở đây mình cần phải là xác nhận nhá Xác nhận thì cái số này nó sẽ chuyển về ví Như vậy thì mình vừa nói là Harvard là cái số mía nó về ngay cái ví đây các bạn thấy là nó trực tiếp nó về cái ví của mình mình hiện tại được là 6 mía khi mình farm đây. Và tiếp theo nữa cái mục farm này nếu như mà các bạn khi mà kết thúc cái errop mà các bạn không muốn là farm nữa thì các bạn bấm vào cái dấu trừ đây dấu trừ này thì các bạn rút toàn bộ cái số mà bạn farm về nhé còn ngoài ra nếu như mà bạn nào muốn farm mình nhận lãi thì các bạn cứ để ở đây nhé rồi bây giờ quay lại cái ví thì mình sẽ hướng dẫn bạn lấy cái mã ví dây nhé thì thật ra trên sự kiện kia mình để ý thì không biết là nó yêu cầu mình là dán cái mã ví nào nếu mà ví dây trước đây thì có lần thì nó nó dùng cái mạng là eth nhưng mà cũng có lần thì sẽ là trả về cái mạng là polygon thật ra trên ví dây này các bạn có thể lấy mạng nào cũng được vì thông thường ấy ở trên ví dây mình làm mạng nào cũng được nhưng mà đa phần họ sẽ là trả cho mình về cái mạng là Polygon nhé nhưng mà mạng Polygon này cái NFT hình như là nó không có lắm đâu nên là mình sẽ đổi sang lấy cái mạng BSC nhé BSC này nó có nhiều NFT hơn thì các bạn sẽ là sao chép cái mã ví dây nhá đây nếu như bạn nào mà chưa bật cái đồng dây ra các bạn ghi chữ là dây ở đây thì nó hiện ra ngoài nhé nhưng mà thật ra mạng là mạng là BSC này thì các bạn có lấy mã ví nào nó vẫn thuộc về cái cái đồng của là BNB nhé Rồi như vậy các bạn ghi chữ là dây này rồi các bạn bật ra ngoài nhá. Thật ra thì các bạn có là vào cái đồng dây này các bạn là sao chép mã ví thì nó vẫn là cái mã ví của cái BEP20 là các bạn có thể là copy trực tiếp ở phần nhận này cũng được này. Xong rồi các bạn tìm đến là BNB này các bạn sao chép mã ví này cũng được. Hoặc là bạn nào muốn ấy thì các bạn có thể là kéo vào cái đồng dây này các bạn sẽ vào phần nhận này thì nó vẫn là cùng cái mã ví là mạng BF20 nhá. Xong rồi quay về cái chỗ là Airdrop bạn sẽ dán cái mã ví này vào. Và như vậy bạn dán cái mã ví này vào xong rồi bạn click vào là tham gia Airdrop nhá. Như vậy bạn nào muốn là đút tốt mà nhận thêm thì bạn sao chép cái đường liên kết đây bạn mang đi là giới thiệu cho bạn bè nhá. Và khi nào mà cái sự kiện này nó kết thúc thì nó sẽ trả cái số mà NFT về cái ví dây mà bạn nào mà trúng nó sẽ trả trên là ví dây. Và như vậy cái sự kiện airdrop này các bạn làm thế là hoàn thành tất cả các bước và có rất nhiều những bạn là chưa biết rút cái đồng token ở trên ví dây đấy. Về ví onnerd thì bây giờ mình dành ra vài phút mình hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết cách để mà các bạn rút lại cái đồng onnerd nhá. Sau khi bạn đăng nhập vào ví dây thì các bạn kiểm tra là mình đang để onnerd trên cái mạng nào. Ví dụ như các bạn đang để ở cái mạng nào onnerd trên thì bạn bấm mũi tên ở đây. Các bạn sẽ là tích vào là onnerd trên. Thì các bạn nhìn thấy số onnerd bạn ở đây. Nếu như mà các bạn muốn rút về thì các bạn đăng nhập vào cái ví cái app Onnerd nhé các bạn để ở cái phần ví này và các bạn kéo lên bạn tìm nếu mà chưa thấy cái đồng Onnerd hiện ra ngoài thì các bạn vào cái dấu cộng này các bạn ghi cho mình cái chữ là Onnerd vào đây các bạn bật cái mũi tên màu xanh xong rồi các bạn click mũi tên này mình trở ra ngoài các bạn sẽ là kéo xuống bạn tìm tới cái đồng là Onnerd bạn vừa bật ở đây các bạn tìm thấy bạn sẽ là kích vào các bạn mở lên tiếp theo thì các bạn bấm vào là nhận ở đây các bạn để nguyên cho mình cái mạng là onus trên nhé nếu như mà các bạn đổi sang những mạng khác ấy, thì mình rút về phí sẽ là đắt hơn nhé thì các bạn để cho mình cái mạng onus trên xong rồi các bạn sẽ là sao chép mã ví này thì quay về cái nơi mà rút ở trên ví dây này nhá hay là ví metamask đều làm vậy nhé các bạn sẽ là dán mã ví vào ở cái mục mà mình gửi tiền đi nhá là các bạn click cái khoảng độ là một tới là hơn một phút là mình nhận cái số onus đấy về ví về trên này mình đã là lạp và mình rút khá nhiều cái onus này về mình test rồi nó về rất là nhanh nhá Nhớ kỹ mình là khi mình rút về mình nên là chọn cái mạng là tức là các bạn chọn cái mạng mà các bạn nhận ở trên app Onnet là cái mạng Onnet trên này thì cái phí gas rất là rẻ và nó khá là nhanh nhá. Còn nếu như mà các bạn chọn sang cái mạng là B20 hay là cái mạng là RC 10 tức là mạng là Ether zoom này thì cái phí mà các bạn nhận về nó đắt và cái số dư mà các bạn nhìn thấy là cái giá trị mà các bạn rút về thì phải là tương đương với là 200.000 VTC mới được là ghi có còn đối với cái mà On up trên này thì cái số dư mà ghi có cho bạn tương đương với là 20.000 VTC Và như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn cái sự kiện AirDrop để bạn tham gia nhận cái NFT trên ví dây Còn bây giờ mình chuyển sang cái phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Văn Ninh nhé, chúc mừng bạn bạn thứ hai là Tùng Cờ Đức Tổ nhé chúc mừng bạn thì à, hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví đấy để mình trả thưởng và mình cũng xin được kết thúc video ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.